Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái cách để mà mình làm cái chốc để mà mình đuổi chuột đi ra khỏi nhà nha các bạn. Cắn phá đồ đạc thì xong rồi chịu nói các bạn. Ok, thì bây giờ mình làm cái chốc này để mà đuổi một cây một là đi luôn, không quay trở lại nữa nha các bạn. Giờ để làm cái cách nào thì xin mời các bạn theo dõi nha. Này là cái những cái hũ hũ sữa chua các bạn. Mình không có hũ sữa chua thì mình đựng trong bất cứ một cái gì bằng cái chai nhựa, mình làm cho nó nhỏ, nó gọn đi, cắt nhỏ gọn đi cũng được ha. Miễn nó bằng cỡ này là vừa tầm là ngon nhất nha các bạn. Thì cỡ này nó vừa cái cỡ mà mình cho vô trong những cái hốc mà chuột đồ nó hay đi tới đi lui đó các bạn. Đó là cũng rất là dễ ha. Rồi ok, bây giờ mình đục lỗ nha các bạn. Bây giờ là xong như vậy thôi, bây giờ mình cắt cái thăm bông ra nha các bạn. Cứ cắt tầm này ha, tại sao không phải dùng bằng bông cho nó nhanh gọn lẹ mà phải dùng bằng tăm bông thì ok, thì cái này để mình sẽ giải thích các bạn sau ha. Cắt một lượng vừa phải thôi nha các bạn. Rồi còn những cái khúc chính giữa này mình cắt luôn ha, mình cắt khúc nhỏ ra. Các bạn nhiều lúc có cái thắc mắc là tại sao không dùng cái bông gòn cho nó nhanh nó dễ dàng hơn là đi lấy cái tăm bông cắt làm chi. Tăm bông nó cũng có lý do của nó nha các bạn. À, các bạn nhìn thấy nó có cái lỗ không? Ok, nó có cái lỗ này để làm cái gì này đó. Ok, cũng có lý do của nó hết nha các bạn. Đó, nó có cái lỗ nè, bạn thấy không? Đó, mình thêm mấy cái ống này nữa đó, đều có lỗ ta. Rồi ok, bây giờ để biết cái lý do thì trước mắt bây giờ mình cho nó vô đây ta. Ok, bây giờ mình cho nó vô đây rồi. Đây là dầu xanh, dầu gió dầu xanh nha các bạn. Giờ mình đổ vô đây cho nó ngấm vô trong này ha. Dầu gió dầu xanh thì ai cũng biết rồi. Thứ nhất là cái mùi nó nồng, thứ hai nữa là nó nóng. À, tay chân mà lỡ mà nó có dính mà đụng vô những cái chỗ hiểm á, nó nóng thôi rồi luôn. Đừng có nói tới nữa, đừng có nói tới cái độ nóng của nó nữa ha. Rất là khó chịu luôn. Bây giờ cái mùi này, nghe nó ra cái mùi rất là nhiều luôn nha các bạn. Rồi tại sao mình phải dùng cái tăm bông, nó có mấy cái lỗ đó các bạn, thì lý do là mấy cái lỗ đó nó sẽ đựng dầu. Nó cũng giống như những cái túi dầu nhỏ các bạn, nó giữ lại cái hơi rất là lâu. Bởi vì khi mình cho cái dầu ra đây thì trong một thời gian một vài ngày gì đó thì nó sẽ bay hết mùi. Thì những cái ống, những cái lỗ nhỏ trong cái tăm bông này nó đựng dầu trong đó, nó giữ được cái mùi rất là lâu mà nó không bay hơi. Cho nên là mình dùng bằng cái tăm bông này thì nó giữ được, kéo dài được cái thời gian ra nha các bạn. Thay vì mình xài bông thì mình thấm vô thì được 3-4 ngày, thì còn nếu mà mình xài bằng tăm bông thì mình xài cả tuần lễ 10 ngày nha các bạn thì nó mới hết mùi được ha. Tại sao phải đuổi chuột bằng cái dầu gió xanh này thì cái chuột cái khứu giác nó rất là tốt, nó nghe mùi nó chịu không được cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái dầu này nó có cái hơi nóng,
nó có cái độ nóng của nó, với lại nó làm cay cái con mắt của con chuột đó các bạn, thì nó không có ở được ha, nó không chịu được cái mùi này. Thứ nhất, thứ hai nữa là con mắt con chuột á thì nó cũng không chịu được nữa, mắt chuột thì nó đâu có nhắm được các bạn, nó cứ mở trâu tráo miết cho nên nó cay mắt lắm, nó bị cay mắt ha, nó không ở được ha. Rồi ok, cứ như vậy thôi, thì mình đặt ở đây nha các bạn, chỉ để ở đây thôi. Mùi rất là nồng nặc nha các bạn, mùi nồng lắm luôn á, cái gió nó thổi vô đây thì nó ra những cái lỗ khác à. Chỉ có như vậy thôi thì nó làm một cái mùi mùi cay nồng rất là khó chịu, cho nên chuột nó không có ở được, nó sẽ bỏ đi luôn, nó đi hoài luôn mà nó không quay trở lại nữa. Mình làm như thế này thì cũng như nó giữ được cái mùi rất là lâu, cực kỳ lâu luôn nha các bạn. Khi nào mà tầm 3-4 ngày một tuần lễ nó hết mùi, mình ra mình xốc lên. Rồi, xốc lên, mình để xuống đó thì nó sẽ, mấy cái ống dầu nó sẽ đổ ra, nó chảy ra ngoài, nó sẽ có mùi tiếp. Chỉ cần vài ngày thôi, nó nghe cái mùi này thì nó chịu không nổi, thì nó sẽ dọn nhà nó đi nha các bạn. Nó sẽ bỏ đi luôn. Các bạn nhìn thấy nó khá cỡ này ha, chắc chắn là phải đi nha các bạn, không bao giờ nó ở đây được, không bao giờ tồn tại đây được ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.